Sẽ có cái máy này nè, nó bị đứt phim này, nó bị bề nhạy bản nhạc quá, nó đứt phim. Mình làm cái clip tắt phim ra luôn nha, để giới thiệu cho anh em nào chưa biết thay phim á thì làm theo nha. Cái này anh em thở thôi, chứ còn khách thì mình nghĩ không ai làm được rồi. Mà thì còn ok ha, đứt phim đó thôi. Mình làm clip luôn nha anh em, tiến hành luôn ha.
Thử lại nha anh em. Thử lại cái màn hình thử coi ok không. Đó, hướng đây. Rất đẹp nha anh em. Nói chung là chuẩn ha. Đây. Hướng đây không được nha. Hướng chỉ mỗi hướng đây thôi. Lau sạch trước khi dán phim vô nha anh em. Ok nha anh em. Anh em nào mà muốn check á thì mình sau khi mình làm vậy á, mình đem vô mình hấp phát nữa nha anh em. Mình vô lò hấp, mình hấp phát nữa là chuẩn hơn nha. Rồi còn cái này thì riêng anh em lấy cho làm cách đều 2 cái mét là xong. Tùy đâu đây mình đã canh chuẩn rồi. Mình cắt nha. Ok nha anh em, mình đã cắt rồi này. Rất là đẹp nha. Đó. Rồi. Đây là quá trình thay phim. Đây, hoàn toàn hoàn chỉnh nha anh em. À, sau này ép kính nữa là xong ha. Em vô khuôn ép kính nè. Lên theo hình ảnh nó có đẹp không? Đó, rất là mướt nha anh em. Rồi, mình đã hoàn thiện cái khâu thay phim. Còn ép kính thì mình rất nhiều clip trong kênh mình nha. Anh em cứ bấm đăng ký kênh thì sẽ theo dõi được những clip bên kênh của mình ha. Và chào anh em nha. Hẹn anh em clip tiếp theo.